Xin chào mọi người, ngày hôm nay mình sẽ làm xôi vị màu lá cẩm Thái nha mọi người. Thì lá cẩm nó có hai loại á, lá cẩm Thái là lá cẩm của mình á. Thì đây là một trong những chậu lá cẩm Thái nha mọi người, nó dài và nó tốt với sợ luôn á. Mình sẽ cắt và mình nấu nha mọi người. Mình nấu với lửa nhỏ nhỏ khoảng 30 phút là mình thu được cái nước màu tím chen này nè mọi người. Mình sẽ để vào chai và để tủ lạnh qua đêm rồi mình sẽ nấu nếp nha mọi người. Thì đây là 1 kg nếp mình đã vo sạch rồi mọi người ơi. Mình vo xong rồi mình sẽ cho cái nước lá cẩm Thái mà mình để qua đêm nè, mình để vô chai nè. Giờ mình sẽ cho vào mình ngâm khoảng 30 phút đến 1 tiếng nha mọi người. Mình ngâm vậy là mình thấy nấu nếp nó sẽ vừa và nó không bị nhão, ngon luôn á. Thì mình để nếp khoảng lên một lọ, nước lên một lóng tay gì nè, mình ngâm và mình cho vô ít muối mình ngâm chung luôn nha. Sau 30 phút thì nếp nó cũng đã nở ra và cái nước nó cũng ít lại nè. Thì mình sẽ nấu nếp bằng nồi cơm điện bình thường chứ không có hấp nha mọi người. Mình để vô một ít là lá dứa đông lạnh mình nấu nữa nè. Thì mình cứ nấu chế độ cơm bình thường á mọi người. Và đây là thành phẩm mà mình đã nấu nếp nè mọi người ơi. Mình sẽ lấy lá dứa ra và mình xới lên cho mọi người xem nha. Nếp của mình nó không bị nhão và không bị sống luôn nha mọi người. Trước khi mình nấu thì mình phải ngâm vậy nó mới chín. Chứ có khi mình nấu mình không ngâm á mọi người, nếp nhiều quá nó không có chín được á. Thì trước khi nấu mình phải ngâm khoảng 30 phút vậy nè, cho nên nếp của mình nó vừa chín và khô dẻo ngon luôn á. Nó không bị nhão. Mình làm cho vậy thì mình nên nấu cho nó khô khô á. Mình dùng cái lon nước cốt dừa là 400ml nhưng mà mình sẽ dùng phân nửa thôi mọi người ơi. Mình dùng nhiều quá cái nước mình nhiều quá mình xào quá cái nếp mình sẽ nhão á. Mình sẽ cho nửa lon thôi, khoảng 200ml nước dừa á. Mình sẽ cho 5 muỗng đường. Chiếc này mình làm không có ngọt mọi người ơi. Khoảng 5 muỗng đường thôi. Và một ít muối á. Và cái này là cái bột cơm dừa nạo sấy á. Mình cho thêm cho nó béo thơm ngon á mọi người. Thì mình sẽ thắng cái nước cốt này lên nha. Thì sau khi nước cốt này sôi lên thì mình sẽ cho nếp vào mình xào nha mọi người. Thì lúc đầu mình cho mình sẽ ấy với lửa thật nhỏ nha mọi người. Đừng để lửa lớn nha. Đến thôi khét á. Mình xào hoài chừng nào mà cái nước cốt của mình nó khô lại và nếp nó dẻo là được nha mọi người. Thì mình xào hồi mình thấy nặng tay là mình thấy được rồi đó. Và mình cũng cho thêm một ít vani nước nha mọi người. Cái này là vani nước nha, và mình cũng đảo tới cho nó thấm đều nè. Thì mọi người thấy nếp mình xào này nó dẻo lại và nó không có còn nước như vậy là được rồi đó nha mọi người ơi. Mình thì mình vừa sẽ dùng cái khuôn in hoa á mọi người. Mình có cái khuôn đó mình in, còn mọi người không có thì cứ để ra cái mâm hay gì đó. Rồi mình ép ra mình cắt ra cũng được nha. Thì cái khuôn này thì mình sẽ để ở dưới một ít lớp mè nha mọi người. Để sau mình in ra cái lớp mè này nó nổi lên cái mặt nhìn đẹp lắm. Mình không có làm cái nhân chính giữa đậu xanh, mình làm nếp không nha mọi người. Lần sau mình mua được đậu xanh thì mình sẽ làm những cái nhân chính giữa nữa, nhìn nó đẹp hơn á. Rồi để nếp vào và mình nhặn cho nó đều cái khuôn nè. Thì rồi xong đó mình sẽ đậy cái nắp lại nha mọi người. À mình quên nữa, mình sẽ để thêm một ít mè lên trên nữa chứ. Mình để hai lớp lên cho nó ngon á, thơm á. Thì mình sẽ đậy cái nắp lại và mình nhặn xuống để cho nếp nó dẻ mọi người, để cho mình nhặn ra nó dễ á. Mình sẽ nhặn và mình sẽ lấy cái dĩa hay cái gì đó mọi người. Thì mình sẽ để vô đó nha. Trước khi đẩy thì mình sẽ mở cái nắp ra và mình sẽ lật ngược trở lại nè. Và mình sẽ đẩy cái hoa này nè mọi người. Đẩy từ từ xuống nha. Tại nếp nó cũng còn nóng và nó hơi dẻo. Nó có thể nó dính nữa đó mọi người. Mọi người đẩy từ từ thôi. Mình cứ kìm kìm mình đẩy rồi mình sẽ lấy cái khuôn này ra nha. Và cái trên này cũng mình cũng lấy từ gỡ từ từ thôi đó mọi người. Và đây là thành phẩm cái bông nếp. Ủa cái bông xôi dị của mình nè mọi người, đẹp hú hồn à. Màu cũng đẹp nữa. Mà mình làm mà không có ngọt á, ăn cũng đỡ nha mọi người. Có khi mình làm ngọt á, mình hơi bị ngán á. Mình làm vừa vừa ăn vậy á, thì sẽ ngon hơn á. Thì cái thứ hai mình cũng làm nè mọi người ơi. Và tiếp tục mình làm những cái còn lại luôn nha. Thì với 1 kg nếp này á, mình làm được 3 cái bánh này nè mọi người. Và màu nó đẹp với sợ luôn á. Màu này là màu lá cẩm Thái nha mọi người. Mà lá cẩm của mình nó cũng đẹp gì, nó cũng màu tím gì nè. Thì trong những ngày
À, gặm hay là mình có đám tiệc gì mình làm những cái hoa này mình cúng đồ nhìn cũng đẹp lắm, người ăn cũng đẹp và nhìn nó cũng bắt mắt nữa, màu sắc nó cũng đẹp nữa nè. Thì à, cách làm cũng đơn giản mà mọi người, cứ nấu cơm rồi đó mình cứ thắng nước cốt lên mình cho vào mình xào, cái là nó có cái đựng nước cốt dừa nó sẽ không bị dính đó, mọi người mình sẽ in dễ hơn á. Chúc mọi người thành công nha, cảm ơn mọi người.